ngắt khúc. Giống như là bây giờ là mình đang gọi là chưa kiểm soát được cái hơi thở của mình. Không đều. Cái này nó không phải là cái mà uống mà phải vừa có bạn mà còn uống vừa rượu ngon đúng không? À, cũng giống như là ủa em đang làm gì đó? Giới thiệu anh cái điều mới mua. Vậy à? Đây là cái điều giống tự nhiên quá vậy. Cái điều này làm bằng trúc lệ của Hà Giang. Cái điều này là hệ cây tiêu 10 lỗ. 2 4 6 8. Trúc lệ của Hà Giang hả? Đúng rồi, 9 lỗ, hệ 9 lỗ. Hệ cây tiêu này nó kết hợp giữa hai cây tiêu. Cây tiêu 8 lỗ của Trung Quốc và cây tiêu sa cư của Nhật Bản. Sa cư của Nhật Bản hả? Đúng rồi, cây tiêu đó hơi bị kinh đấy. Thì cây tiêu này nó rất là làm cái này, nó khác hẳn với cây tiêu Trung Quốc. Đó, lỗ thổi của nó đây. Cây tiêu này được làm thủ công hoàn toàn bởi một nghệ nhân Việt Nam. Cây tiêu này nó có cái khớp nối. Đây. Để làm gì em ạ? Cái khớp nối này nó có tác dụng là nó sẽ tăng chỉnh âm vực trong lúc thời tiết nó nóng hoặc nó lạnh thì mình sẽ đới nó ra hoặc là đẩy nó vô tùy thời tiết đó. Cái này là làm bằng sừng trâu, còn cái trúc này là bằng trúc lệ của Hà Giang. Cái điều này nhìn nó giống như là mình lấy cái gốc luôn rồi ha. Đúng rồi, cái gốc. Ừ, nó giống nó đơn sơ luôn ha. Cái điều này giá là 3 triệu. Mua nhiều à? 3 triệu. 3 triệu luôn hả? Giá này 3 triệu, nhưng mà cái điều này mình chưa thổi được. Mình ngày xưa mình học thổi sáo thì mình thổi rất là ok, nhưng mà bây giờ cái điều này thì mình chưa thổi được. Kiểu mình thổi sáo là mình sẽ thổi rất là này. Nhưng mà để qua được cây tiêu này mà thổi được thì nó là một cả một vấn đề. Cây tiêu này bây giờ mình đang học thổi cho nó kêu thôi. Nó kêu là mình thấy vui đúng không ạ? Đó. Bây giờ nhiệm vụ của mình là học cho nó kêu. Thì mình nghĩ là trong khoảng 3 tháng nữa thì mình sẽ thổi được một bài. Nhưng mà lúc mình mua thì mình cái tác giả mà nghệ nhân này có chỉ cho mình cái không bây giờ nè? Có chứ, người ta sẽ chỉ cơ bản cho mình những cái cấu tạo của nó để mình biết các nốt như này. À, anh thấy nhìn quanh thì anh thấy có những cái nốt nó không có nằm thẳng hàng ha. Đúng rồi, nó thiết kế ra để vừa với cái thế tay của mình, tại vì cái tiêu này nó rất là dài đó. Và nó khác hẳn với cây sáo, là cây sáo thì mình bịt trên đầu của ngón này. Nhưng cây tiêu thì mình sẽ bịt ở giữa cái ngón này, nhưng mà đặc biệt là phải bịt cho nó kín. Đây, nó nốt đằng sau đây. À, nó để mình chỉnh năm lần nha. Nó sẽ là đồ, rê, mi, fa, son, la, si, đô. Hai nốt này là hai nốt để dùng các nốt thăng giáng mà rất ít mở ra. Đó. Để chơi được cây này thì phải luyện hơi thật dữ. Tại vì là đây, nó cái đầu của nó như vậy, nó thông thẳng qua bên này. Lượng hơi mà vừa không vào đúng đủ thì nó sẽ không kêu được. Cái nhiệm vụ của mình là bây giờ là mình sẽ... Cái này là tác giả có nghệ nhân có thổi cho mình xem chưa ha? Có thổi cho mình xem nhé. Đấy, em thích em mới mua nữa không? Cái điều này đặc biệt là nó phát ra được những cái âm thanh mà rất đặc biệt. Nó như kiểu nghe tiếng gió vậy đó, trong một rừng trúc vậy đó, nó thổi ra được những âm thanh như thế, cực kỳ hay. Là mình đã nghe là nghệ nhân thổi rồi ha. Mình đã nghe rồi. Thì tí nữa em sẽ cho anh xem cái clip nối tiếp với cái này đi. Clip đó thì cái điều này rất là... Còn mấy cái sáo này thì mình thổi bình thường thôi, nhưng mà nó chỉ nói chung nó cơ bản thôi.
đây là giặc đã. Dạ. Nhưng mà thầy giáo Lâm Bằng Đồng ha. Bằng Đồng. Cấp nối vào. Mình chỉnh ra sao cho cái lỗ thổi nó thẳng với cái kia. Bây giờ anh chỉ cần sao thổi thẳng. Anh không cần bịt đâu, anh thổi sao cho nó kêu thôi. À, thổi cho nó kêu thôi hả? Ừ. Hơi gió nhiều quá nó đúng rồi nó không kêu. Cái này là dư nó không kêu, dư nó không kêu. Bây giờ để anh hỏi yếu rồi nó thêm kêu nha. À. Nó bị ngắt khúc, giống như là bây giờ là mình đang gọi là chưa kiểm soát được cái hơi thở của mình. Không đều. Cái này anh nghĩ nó thổi rất là nhẹ nhàng, cái hơi thở rất là dài ha. Nghĩa là mình nó bị ngắt khúc là do hơi thở nó phải đều và kiểm soát ở dưới này. Không, tức là thế này. Trong cây tiêu á là nó có một khối khí ở trong đó. Thì khi mình thổi vào á, nhiệm vụ của mình á là tạo ra cái rung động đầu tiên. Đã rung động đầu tiên trên cái miệng của cây tiêu á, thì cái rung động đó sẽ truyền các nó sẽ truyền âm trong cái khối khí ở trong cây tiêu đó. Và tất cả các không khí ở trong cây tiêu nó sẽ rung lên và nó tạo ra tiếng động. Nhưng mà vì vậy nên mình phải cung cấp một cái lượng hơi đều thì rung động nó sẽ đều. Mình nếu mà mình mạnh quá hay nhẹ quá nó đều bị đứt quãng như vậy đó. Thổi khó lắm ạ. Trước tiên cầm cái tiêu này là mình phải thổi ha. Đúng rồi, mình phải thổi. Thổi cho kêu đã. Đúng rồi, mình phải ra. Ê, cái môi mình có chạm vào đây có chứ. Không, không, không được như vậy. Mình phải nghiên cứu hết chứ. Đúng rồi. Mình nghiên cứu các thế để thổi. Đúng rồi. Chứ nhiều khi mình không biết đó. Nãy giờ chỉ có ăn rồi chỉ thổi được cái cây tháo là nó kêu được là mừng rồi. Bây giờ nó đang kêu đúng đứt đoạn đó. Luyện phê lắm á. Luyện cái này phải có hơi. Nói chung nội công thật. Chỗ nó kêu rồi.